Cô Đốc Phú Dương ơi, xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu ế. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con bối đồng khoe mọc hậu. Nước thì rất là hay rồi. Thúc dặm nhanh. Nhạc. Chung là con này thì thúc dặm thì không thiếu rồi. Làm rất giòn, ở ngồi rất là liếng. Bắt cách này được một tháng thôi. Con này thì bác tại Hòn Đen thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Thì con chim này là nó ở ngoài thì nói chung là nó làm giòn giẻ một cái đôi thôi. Thì vừa nay cũng đã gáy sơ sơ thôi, chưa được xiên gáy lắm. Thì con này thì nói chung là vừa cái nước và tốc độ thì nghe rất là đã, trướng tốt, cứng gu, đóng một bộ lông đen, lông quy thì vẫn còn lông rừng, lông quy thì chỉ thành nó đóng thành hàng, chỉ đen, cái chỉ đen của nó là chạy đều xuống ở dưa, sổ xuống dưa cái dàn lông quy của nó nè. Bên kia thì thấy rõ hơn. Con này thì đóng một cái mặt rất là hung. Rồi, anh em xem tổng thể cái thu nó và mình sẽ quay kỹ từ trên xuống dưới cho anh em xem. Cứ mà lẻ xuống ở dưới quay luôn. Đây là miệng nó. Chi qua mát. Khung cơm. Miệng lông quy, bộ chân thì nhơn hai bên rất đẹp. Chân khô, móc. Bên đây cũng vậy. Hai bên lên rất là giống nhau. Con này vừa thì chưa gù đâu. Đó, anh em xem lòng cái dáng quy nó nè. Đóng rất là dày, nhặt. Thì có những anh em mà đem bối mới vừa nuôi đào tạo sau này lên rồi chơi cho nó cảm giác từ từ, thì những con đây thì anh em không cần phải suy nghĩ nữa. Kín đóng một lông là rất là đẹp nha anh em. Con này đóng một bộ lông khô. Mặc nó đi. Con từ trước nhìn ra anh em xem rất là dữ. Đó, đầu mặt nó nè. Con này vừa chưa vào cây thì còn cắt cây thì nghe giòn giẻ nha anh em. Thúc gù dặm lèo 1, 2 đầy đủ. Thì những cái đó thì anh em giờ chỉ nghe mình nói thôi. Còn nó có hay không thì anh em sau này vừa nuôi sẽ biết mình nói nó có đúng như vậy hay không. Thì anh em tự nhìn nhận được về đánh giá mình một sau. Trứng con này thì dẫn dàng nha anh em.
đang ở trong một cái lồng rất là cô đơn nha nè, thì những thứ đấy mình tự tạo ra thôi, nuôi nhiều lúc ngắm và cho em nhìn rất là cảm giác đó. Anh em nhìn thu nó nè, bộ lông quy nó nè, mình cắt sơ mấy cái cọng lông ngồi rồi nhiều lúc vừa là nhát nó bay nó thiêu thèo hơi dơ, còn những con mà chững chạc thì mình cũng không cần cắt. Không những con này nó nước bài bản nhưng mà nó rất là cứng gù nha anh em. Thì những anh em nói anh em chỉ mở lên xem thì con này mình quay còn kêu cứng gù, thì nhiều anh em nói sao là con này cũng cứng gù nhưng không phải đâu, không những mình bắt là người khác bắt mà tìm hiểu kỹ những con chim đó đúng như vậy, que xét mới đầy đủ thì mình chọn lựa vừa, thì những con mà đã chọn lựa rồi mình đưa lên thì những con chim đó mình phải nói nó như vậy thôi. Khi mỗi khi làm một cái video đưa một con chim nào đó lên cho anh em xem thì mình tuyển rất là kỹ, một ngày hai ngày hoặc là cả một tuần, rất nhiều anh em chơi chung là mới ra được một con chim thì mình đưa lên và dám nói nó là cứng gù và cả nước nha anh em. Rồi, mình xin chào tất cả những anh em nào đang xem cái video của con đồng khoe tốt tiếng, nước hay này của mình nha. Chào anh em.